Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Champasak của Lào và đã đi vào một cái khu bản của vùng cao của Lào để mà phát quà hỗ trợ cho những cái trẻ em cũng như là những cái hoàn cảnh khó khăn vùng cao ở tại nơi này. Tại cái cụ Lào này thì chùa này có tên là Don Khamau. Từ Don Khamau có nghĩa là một Khamau có nghĩa là bản, Don có nghĩa là giống như là một cái hòn đảo, cô bác quý anh chị. Đất nước Lào được mệnh danh là đất nước mà không có giáp với biển, nhưng nước Lào thì lại có một cái tên gọi khác, đó là đất nước với 4.000 hòn đảo, vì được chia cắt bởi cái con sông gọi là sông Mekong, chạy xuyên suốt từ Bắc tới Nam, nên mỗi khi mà nước lớn lên đó thì cái phần đất liền đó nó bị dòng nước nó chia cắt ra, nên gọi là đất nước 4.000 hòn đảo, cô bác quý anh chị. Và để ghé đây thì cũng như thắp những cái nén hương để cầu mong sự may mắn bình an cho cái chuyến đi được thuận lợi, gần 200 km để mà đến được cái ngôi chùa này. Thì anh có thể cho em cũng như khán giả của kênh em với lại nhân được biết ngôi chùa này thì tên là gì và hiện nay thì anh em mình đang ở đâu anh Hoàng? Một khu chùa này nói chung là nó nằm riêng biệt về một trên hòn đảo, dạng như là đảo bên vùng một cái mình hành trình hồi nãy anh em mình có đi qua bên một con sông, vậy là nó nằm trên đây là một hòn đảo, ý là khu hoặc chùa này nó có linh thiêng từ thời đó đó, nên là cái ông sư thầy này mình cũng đang tới hành trình, là thầy đang nghỉ trưa tí xíu là thầy sẽ ra gặp. Thì cái ngôi chùa này nó có tên là Don gì hả, nó có sạc mường có sọ hành trình là này chùa Don Khamau. Hành trình cái chùa này nó có linh thiêng, nói chung là chùa này cổ cũng lâu rồi, nó có những cái thành phần họ mới sửa và tu bổ lại mới thêm cũng có. Tâm linh của ngôi chùa này thì thể hiện như thế nào và nó đã từng có trong ký ức của anh Hòa như thế nào mà hôm nay vượt 200 cây số để anh Hòa dắt anh em của tụi em đến đây hả anh Hòa? Nói chung là cái ngôi chùa này mình nói chung là cũng có cái duyên số phận, giống như là trong anh em nhà bà con anh em thì cũng nói chung là cũng cái tâm rất là đi chùa này cũng giống là mình một cái duyên rồi. Tổng cái thời mà con anh đã nhỏ sinh ra cũng được 3-4 tháng cũng dẫn đi lên đây, thì bây giờ mình cũng có như là con lớn rồi, giờ mình cũng chưa có hành trình tới đây, bây giờ thôi sẵn chuyến đường này anh em mình đi những cái thiện nguyện hay là gì đó về công việc thì thôi sẵn cái chuyến đường thì anh em dẫn đi lên để cho anh em vừa đi tham quan được cái ngôi chùa mà cổ nằm ở bên một cái khu hòn đảo đó. Bây giờ để hành trình thì anh em muốn đi quay thêm thì coi những cái chi tiết thêm. Tức là người Việt của mình ở Lào đó anh Hòa và anh Hồ, thì người Việt mình ở Lào cũng có những cái chuyến hành hương cũng như là luôn luôn có một cái địa điểm tâm linh nào đó trong vô số những cái ngôi chùa, thì có một cái ngôi chùa mình có cảm giác đó là một cái nơi chốn mà mình có thể tựa vào, giống như là gia đình của anh Hòa vậy đó, khi đến đây cảm nhận được một sự thanh tịnh, một sự phước lành may mắn cho gia đình làm ăn được khỏe mạnh này kia, cho nên là từ bao nhiêu đời thì cũng quay trở về đây để thắp một nén nhang hoặc là để xin những cái phước lành cho mình. Thậm chí là khi anh sinh con thì anh cũng đem đây để gửi thầy, đúng không? Tức là khi mà người Việt mình thích nghi với cuộc sống ở Lào thì cũng thích nghi luôn với những nét tín ngưỡng tâm linh ở tại nơi này. Đúng rồi. Phật giáo gần như là một quốc giáo ở ngay tại Lào, cho nên là mình sang đây mình sống mình cũng hướng Phật. Giống như là người Lào vậy đó. Đúng rồi. Thì mình phải tín ngưỡng đi theo phong tục của Lào. Em thấy khá là lạ cái tượng ngoài sau lưng á. Hôm trước em với Nhân có đi một cái ngôi chùa ở Lào. Thì cái tượng qua đây đi anh, bước qua đó đi. Cái tượng mà cầm cái cây dù á là tượng cái tượng này nói chung mình cũng không có nắm rõ cái này là nó về Phật giáo nó vậy, nếu và người gốc của Lào thì họ nắm rõ bắt hơn được theo mình. Hỏi anh say anh đi. Anh say. Anh say. Ôn nước rồi. Ngồi bức tượng này khá là lạ đúng không? Nên mà đường tiếp tục. Tay
Nghĩa là giống như một vị thần, giống như cai quản trong một cái khu ở trong đồi núi rừng á. Dạ. Thầy là... đi anh. À, anh hỏi anh xây giùm em là hình ảnh trên tay á, cầm cái cây dù với lại cái quải cái túi nải có ý nghĩa gì anh? À, khó thứ à, cấp báu, cấp anh khăn tròn, cấp anh mậy đấy, khóa máy. Khăn tròn nó tên cốt thì căng. Giống như họ cái tín ngưỡng là cái dù đó để giống như họ che nắng che mưa, còn ví dụ như cá bấu anh nè, cá bấu thấy là họ hay bỏ những cái đồ thứ gì mà theo của họ, giống như hành lý anh, hành lý giống như mình đi hình như là em có vẻ như là cái tượng Phật Shivali này là đi khắp nơi hay sao á, tay thì cầm một cái gậy, một cái cây dù che nắng che mưa với lại một cái túi nải và bước chân ở dưới này giống là như bước mình chân đi tu đang đi khai hành, giống như mình đi vô khu rừng vậy đó, giống như mình đang đi tìm giống như một cái khu nào để mình tu luyện vậy đó. Dạ, còn cái này là gì anh? Cái khánh bên này giống như cái rằm lễ hay gì đó, họ dâng cái lễ lên giống như cái thành tâm của mình. Ví dụ như Lào họ hay làm nha, là cái tới ngày rằm, ví dụ như rằm lớn mình nè, 14 nè, ví dụ như rằm ví dụ như tháng mùng 7 hay gì đó của Lào, là họ dâng cái lễ này lên, là giống cái tấm lòng của họ dâng cái lễ lên, là một cái khánh, y giống như là một cái vật lễ gì, giống như bên mình là cái hàng năm ví dụ như mình bông hoa quả thì họ, nhưng mà thay ra họ làm bằng cái khánh này, giống như là khánh bằng bên, họ thay cho mình bông. Anh Hòa có nói đến một cái phẩm vật cúng mà hôm qua em có trò chuyện với anh Hòa, thì anh Hòa nói là trong đó có nếp, có thịt, có cá, có những cái phẩm vật, thì có phải là nằm ở trong cái này không? Không, cái đó không là phải. Cái nó cúng vào ngày rằm nó khác nhau, ví dụ ngày cô hồn nó khác, còn đây là những cái khánh này là mình dâng lễ là với những cái ngày rằm bình thường. Nó giống như là một cái bó hoa. Đúng rồi, bó hoa thôi, nó... giống như mình có cái tâm của mình đi tới những cái chùa là mình cầm một cái khánh này giống như một bó hoa thôi. Nhưng mà như vậy sẽ trang trọng hơn. Đúng thì rồi. Mình thành tâm mình làm từng chi tiết mà. Những cái này là do những cái người mà họ ở cái công họ làm ra, xong họ trưng bày rồi mình giống như mình tới chỉ mua lại của người mà họ làm ra. Yeah. Mình chỉ đi dâng lễ khánh này lên thôi. Yeah. Ủa vậy thì khi mà anh nói với những việc như là cúng thí, cúng chúng sanh á, thì những cái phẩm vật nằm ở trong những cái lá chuối á hình như là cũng giống như vậy. À, đúng nó đúng rồi, nó cũng làm bằng chất liệu là bằng lá chuối hết, nhưng mà sẽ bỏ những cái phẩm đúng vật rồi, trong nó, đó đúng rồi, nó nằm trong đó là cái gì rằm, giống như bên mình là rằm lớn, giống như một năm nó chỉ có một lần thôi, cũng như bên viện mình vậy thôi. Nên là họ chỉ lấy cái đó là họ cúng về trong giờ sáng, giờ ví dụ như là mà 3 giờ sáng 4 giờ sáng cái giờ mà giống như cái giờ mà còn họ còn mình còn ngủ vậy đêm mình ở vậy đó. Họ còn tâm linh ở giờ đó. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Bây giờ anh em mình thì cũng đợi thầy ha. Okay. Khi đi đến đây anh Hòa có mua một số lốc nước ngọt để mà dâng lên các sư ha anh. Đúng rồi. Khiên cho các sư. Hai. Dạ. Để cho các sư sẽ dạng như mình làm cúng dường cho các thầy, thầy phát ra cho mấy người Phật tử uống. Dạ, em hiểu rồi. Có nghĩa là mình sẽ cúng dường cho các sư. Thì các Phật tử khi mà đi đến chùa thì là các sư sẽ phát này cho Phật tử dùng uống. Và ở đây thì cái việc mà Phật tử đến cúng dường ở chùa thì bằng nước ngọt này cũng khá là phổ biến hơn. Nước ngọt, nước thì cái đó là theo cái phần nhiều là họ dùng nước nhiều hơn. Dạ. Chứ về tại vì chùa nếu như mình có công đức thì mình đi tiền thì mình bỏ vô trong vậy thôi. Dạ. Còn đây họ mình đi cúng dường nước với lại nước lọc uống là được. Tại vì cuộc đời của đa số người dân ở Lào đó thì họ gắn liền với lại chùa. Mỗi cuối tuần đó, hay là đấy, cuối ngày đó, thì họ sẽ đến chùa ngồi để mà nghe các sư đường chắc kép.
tụng kinh hoặc là đến đây để cầu mong một cái gì đó bình an sau một ngày làm mệt mỏi. Và thậm chí thì đối với các Phật tử ở Lào này đó thì mua một cái vật dụng gì đó cũng phải đem đến chùa để mà cúng hành hòa ha. Hạt chết cái đấy. Chết luôn. Rất là nhiều nước luôn. Còn có nước ngọt nè. Rồi nước cam, Coca, nước Coca, Pepsi, Sprite gì đủ thứ hết. Này là lúc nãy anh Hòa ghé ngay chỗ ấy mua, ngay chỗ cái cửa hàng nước đó. Bây giờ kinh vô ha. Đúng rồi, mình đưa vô cúng dương. Dạ. À, có nghĩa là nước này lát nữa có anh Ngân á, anh sẽ lấy nước này luôn đem về cúng mẹ anh cũng được. Được nữa. Không nghe. Sẽ chỉ mình luôn, nghĩa là mình cúng dường đi rồi mình xin cái lọc lại để mình đem về uống cũng được. Dạ. Anh Ngân ơi. Em Ngân đang ghinh nè. Mặc dù trời nắng nóng cũng nghe. Cố gắng mà ghinh. Dạ. Thì đây là một nước của từ Chăm Ba Sắc nè. Lát nữa các sư mà tụng xong á thì anh thỉnh một chai về để mà cúng mẹ mình. Nước mà ra thần thỉnh. Thôi mình đây cái này mình vô mình cúng dường cho thầy cũng được. Mỗi người sách vô ít rồi cúng dường. Dạ. À. Dạ. Rồi đi đem vô đi anh. Đấy rồi mình vô dạ. Muốn làm nghi lễ gì. Em cầm máy á. Ơi. Đấy cái tripod đó ít thôi anh, nặng lắm á. Dạ. Dạ đem vô chùa. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Đó, ý là mình bê không, bê cái ở dưới của mình đi vô thôi. Ý không? À, đây. À, mình bê mấy cái này thôi. Rồi con này tí mình đi phát. Cái này là mình cũng dường. Các Phật tử đến đây để nhà sư làm phép là ban phước lành nè. À. Thì đối với việc mà các Phật tử đến đây mà cho năm cái cặp đèn cầy. À. Tí nữa mình cũng làm một cái khánh để mình dâng lễ lên cho thầy. Yeah. Hoa đó hoa gì ạ? Ý là cái hoa bông cái biểu tượng cho là cái nó có ý mình chân vô cho nó có màu hoa đó. Tại sao phải lật ngược hai cây này? Sau này sắp từ một hướng này, sắp từ một hướng này. Cái đó là do một người họ sắp. Bỏ vô khen. Xin bài đi. Dạ. Thì bác sĩ. Mà là cắp thì bác cắp cắp đây là các Phật tử đang này nhờ sư ban phước lành đúng không ạ? Đúng rồi, họ giống như họ đang dâng một cái lễ này nè. Cái lễ giống như cái gọi là cái lễ khánh hà. Yeah. Nghĩa là họ dâng cái lễ đó lên giống như họ khấn. Giống như họ dâng lên, họ dâng lên đầu họ khấn. Ví dụ như xin về cái gì đó, công việc hay làm ăn hay là về cái gì của mình khó khăn á. Mình dâng lễ lên mình khấn với lại thầy. Nó giống như thầy dâng lễ. À, em thấy hình ở trên đó một cái tượng nhỏ nhỏ phải của vị sư không anh? Nó vừa kìa. À, đúng rồi. Chân giống như sự của vị sư Thích Ca mà. Đó là những người này làm ăn á, về cái gì đó, ví dụ như là mua bán vàng hay là cái gì đó, kinh doanh gì đó, họ dâng cái lễ. Dạ. Dâng cái lễ là họ muốn xin cầu cho những cái gì đó may mắn cho họ. Đang trao đổi về gì với sư và anh Đền? À, thì nói chung là thầy hỏi về công việc hay cái gì đó và trao đổi. Nhiều người họ không bỏ phong bì gì vô đó, họ dâng cái lễ khánh lên, ví dụ như là mình tấm lòng mình cúng dường, ví dụ như mấy trăm hay là tùy mình nữa cũng có. Dâng lễ lên dù như là khánh, dù như là đọt mày nè, rồi
ngày khánh hạ, nghĩa là đèn cây 5 cặp. Nó 1 cặp nè, 2 cặp nè, 3 cặp nè, 4 cặp, 5 cặp nè. Rồi những cái loại tượng trưng cho bông nè. Ví dụ như mình lấy cho nó có 5, 1 cặp mà tính vậy, 2 cái là 1 cặp nè, 2 cặp nè, 3 cặp này, 5 cặp đó, ý mình lấy mình dâng lên cho đủ đủ 5 cặp vậy thôi. Xong rồi mình cúng dường bao nhiêu mình bỏ vô, mình cúng dường lễ, cúng dường rồi tới mình dâng lễ là mình khấn cái gì, xin cái gì, nhắn gì là mình tới có lễ, ví dụ như là nước hay là nước ngọt vậy đó, mình dâng lễ lên cho thầy. Tại sao người ta vẫn kẹp hai cây đèn cây? Kẹp đèn cây này là với mục đích họ khi họ muốn đốt đốt đèn cây để cho lửa cháy, nhắn gì họ muốn khấn. Không khấn gì, còn đây mình dâng lễ lên cho thầy rồi thầy có thể tự thầy niệm chú. Đó là họ muốn đốt đốt cái đèn cầy để khấn lễ. Từ cái khánh đó họ giống như họ niệm chú vô cái khánh đó, giống như mình nắm cho một chỉ tay đó là nó dòng giống như là niệm kinh cùng nhau quá đó. Dây chuyền họ dâng lên lễ cúng, nhưng mà để ông thầy hay cúng niệm chú vô trong những cái vật dùng của mình. Lo quá người bệnh. Bây giờ thì cũng bị niệm chú quá. Đúng rồi, này đang niệm chú. Nên mà những mấy người này họ làm đa số là kinh doanh bán vàng này, với lại những cái gì đó bất động sản hay là quạt gì đó mình không hiểu. Nên họ mới cần tới thầy, giống như họ cúng cho cái gì để giống như niệm chú vô, xin dụ như mua may bán đất hay làm ăn gì đó.
tăng tung hăng chỉ pa mê va sa mi sa tu sa phê phu lên tu sang cặp ba chân thô văn na la so nhà tha ma ni so thi la so nhà tha sa bi thi nhô ni văn san tu sa pha lô cô vi na sa tu ma te pha va tu an ta ra yô su khi thi tha nhu cô tha va a phi va tha na si ni sa ni chăng vi tha tha cha nhi mô ธัมมาวตันทิยาอยู่วันโนสุขังพลังสยันโตโพธิยามุเลสักขะญาณังนันทิวัตตโนเอวังตวังวิสโยโหติสัญญสุสัญญมังคะเลอัปปลาสิตาปันนังเกติเสปะทาวิโภคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอัปปะโตปะโมภาติสุนาขะตังสุมังคารัง Như vậy là cái hành trình đầu tiên để đem những phần quà yêu thương phát cho những bà con bản làng cao ngay tại một cái cù lao này cũng đã tí mình lấy cái bao 5 ký đưa chứ để mà đến đây để mà cúng dường cũng là mong khi phước lành đến với lại tất cả các anh em. Và bây giờ thì cũng đã chiều rồi, các anh em sẽ tiến lên những cái bản vùng cao hơn, những cái hoàn cảnh khó khăn để phát quà. Và bây giờ hẹn gặp lại cô bác anh chị ở chuỗi video clip sau ha.